Vâng, mến chào quý vị cùng các bạn quay trở lại với kênh của Bonsai Đinh Vượng. Hôm nay Bonsai Đinh Vượng lại đi thăm vườn cây của em Tuấn Đặng. Wow, các bạn nhìn thấy một cái không gian tuyệt vời không ạ? Quá đẹp nữa. Đúng là cái sân chơi rất chuyên nghiệp. Cây to, cây bé có, cây nào tầm trung, tất cả các loại, đủ chủng loại. À, hello, xin chào anh em nhé. Chào Tuấn Đặng, vườn cây đẹp quá nhỉ. Bắt tay cái. Chúc sức khỏe nhé. Ôi giời, vườn cây như thế này, anh em ngắm cả ngày không hết. Hello anh Kiên. Chuẩn bị yêu thế nhỉ? Ừ, đang ngắm. Lại bắt đầu chuẩn bị đầu tư vào cây để tái đầu tư trở lại à? Ừ. Kết được con nào chưa? Ủa, con này con xinh quê, rồng à. Mùa này là mưa nhỉ. Yeah. Lá tốt đẹp. Xinh quê mà đẹp quá. Một con bóng dáng cốt kèo dáng làng. Thân pháp hóa ghê gớm thật đấy. Đấy, ghê à. À, biệt dính như này. Nắm điểm gớm thật. Bài khi còn em đào lên bóng rồi. Được, cái là bóng dáng to đấy. Cho lên đá, cái này phải nay mai lên chọn lên đá cho cái chỗ cổ. Cây lối cổ. À, được cái chân bệ cũng bệt bạt ra phết này. Được cái chân bệ thân phát. Được hết đấy, nói chung cái này được tứ diện, cọc nào cũng có cái nét đẹp, trên thì được một cái hóa thân pháp nó hóa đẹp, thân pháp nó hóa nhiều cái nét thời gian và năm tháng thể hiện rất là rõ ràng, cũng có cành na cành bọc. Giả, toàn đồ già hàng bên này, nắm chỗ cổ, toán nắm đồ cổ, chỗ đẹp. Nục cổ gớm. Cái này định vật lại dáng nào đây Toán ơi? Để lại dáng đúng không? Ừ, thế thì đặt nghiêng nghiêng chậu chắc là định có ý tưởng dựng dáng. Con này được cái khô cây đấy nhờ. Nó khô cây đấy. Già diếc vàng, con này nuôi thì yên tâm không sợ. Càng nuôi càng đẹp, càng sụn. Cho cao thoát thân lên tiểu nữa nhờ. Con này mai cho lên đá đẹp lắm này. Đường chạy đẹp. Con này chất đấy, già khô cây, cảm giác nhăn khô cây, ơn quốc, không sợ bị béo. Nuôi con này thấy dễ nuôi, an toàn. Đấy, hàng ụ ị đây, phong cách lối mới, rụt chun sụn. Ai già, con này gớm nhỉ. Già, hê. Wow. Hê. Hàng quá chất lượng.
mà lại phải biệt cả về form dáng, màu da, thân pháp nữa. Đẹp toàn diện đấy, nhiều yếu tố, tố chất cao. Con này lạc tít đấy, nắm này kỳ thật đấy. Ôi, nhưng mà già con này là xệ thật, dòng già xệ. Nên vào Tuấn Đặng ngắm phôi sướng thật đấy, ăn phôi đẹp lại phải nữa đấy. Ui, bới phôi Tuấn Đặng ra đã thật. Tuấn Đặng tích toàn đồ quý, đồ chất đấy. Toàn đồ già đỏ áo cây thật. Mùa này thì tùm ai cả là đẹp lắm này. Còn huyền này mới gấu này. Ôi, còn đây mà lọc ra thì nhìn hộ quỷ. Ôi dồi kinh khủng. Đây mà lọc ra thì gấu lắm, kinh khủng khiếp. Nhẹ trực núi ra. Tham quan con thác đổ này, đang rất nổi tiếng đây. Con này rất tiềm năng này. Con này là một trong những con sau này cũng ghê gớm. Tí tôi bonsai Linh Vượng quay cái đường chạy cho các bạn xem nhé, thì mình thấy nó khiếp. Điểm co lắc như là cái già này. Nhìn sướng ghê thật. Ngoài cái điểm già này co lắc, những cái điểm chạy rất khó chịu, cục quịch. Mặt thân dễ đang chạy theo viên đá này. Lại được cái viên đá một, cái thân chủ nó một, không ký thêm không đáng kể, nhưng mà cái viên nó cũng cũng có ký thêm nhiều trên này. Bên này già, già lắm các bạn. Ôi dồi, cái đường chạy nó vàng ghê không chỗ này. Ôi, vòng từ đây này, quặt sang kia này, vòng lượn này. Ôi, chạy khiếp thật. Đó. Không ngờ con này nó chạy gấu thế nhỉ. Đường chạy là kinh khủng khiếp. Này, xuống dưới này là quăng quật cũng ghê. Ôi, quăng. Ôi, thần con hỏi, con huyền này nó vàng ghê thật. Văng méo vô thần mình thích chứ. Chết. Này, vén cho các bạn xem này. Những cái đường chạy. Đấy, chạy từ đây chạy văng ra này. Ừ, đúng con này, này ghê thật. Đấy. Ồ, đúng rồi. Rồi, được xa xa các bạn ngắm này. Con này này mà kinh khủng khiếp đấy, hiếm có, hiếm có. Ui, nó ôm đá nó quắc nó chạy xuống, con này đẹp quá thật này. Các bạn đứng xa mình xem này, mai con này mà lọc bóng kinh khủng khiếp. Ngoài cái đường chạy thân pháp nó lại khục khịch, cái độ già nó gông gù lên hết cả các bạn, mà nó biến nó chạy nó quăng quật. Con huyền quá kinh điển. Ui, các bạn đừng góc lấy mà các bạn nhìn thì nó phê dã man này. Đấy, góc này này. Nhìn. Đấy, cái đường chạy. Nhìn được. Thì nay thì
Rồi, bonsai Linh Vượng xin được kết thúc video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.